Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho một lượt đăng ký kênh. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với mình, ủng hộ cho Hồng Ni và Hồng Loan, cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Phụ Linh. Vâng, bây giờ thì mình trên đường đi làm về cũng 7 giờ mấy rồi, gần 8 giờ tối rồi mà mặt trời mới vừa xuống ha. Vâng, cái vấn đề mà mình muốn nói với lại các bạn hôm nay á, là nó cũng râm ran một hai ngày hôm nay rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng chắc nó không có lớn chuyện, chỉ là ai đó đang thúc mắc mà thôi. Nhưng mà càng ngày thấy nhiều người lên tiếng quá, cho nên mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ như thế nào khi có nhiều cái tin đồn đoán rằng là Huy Sang quay xe? Và Huy Sang có thật sự là quay xe hay không? Huy Sang mở cái tiệm xa gì đó gần ngay chỗ chợ An Đông để làm tình báo, cái này thì các bạn nghĩ như thế nào? Và nếu mà chúng ta nói rằng Huy Sang quay xe, tại vì mấy hôm nay không có thấy Huy Sang lên bào chữa Thanh Minh Thanh Nga, và khi mà đi về cũng không ra đón, thì có nhiều cái tin đưa ra mà có những cái giả thuyết thì nó không thuyết phục mình. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào? Hãy để lại những lời bình luận ha, rồi chúng ta chia sẻ với nhau. Đáng lẽ mình đi về nhà rồi mình làm clip này, nhưng mà mình thôi, trên đường về tâm sự với các bạn luôn. Nếu một người quay xe thì có phải rằng là họ không còn lợi ích nữa? Mà bây giờ chúng ta cho cái giả thuyết như thế này đi. Từ khi bà Huy Sang đến với lại Hồng Loan, có lợi hay là không có lợi? Các bạn thấy cái điểm này là có lợi nhiều nhất. Trước đó chúng ta không biết Huy Sang là ai. Huy Sang có chơi chung với lại nghệ sĩ U Tối Hai Bàn Thờ thì chúng ta biết cái điều đó rồi. Lúc trước thì có. Và Huy Sang cũng có hát chung, đi chơi chung với lại nghệ sĩ Nguyễn Kha nữa. Một giọng hát ca nhạc rất hay, và ca giọng cổ cái hơi rất là dài nữa. Tại sao tôi nói đến vấn đề mà Huy Sang hồi đó có đi chung với lại anh Hai Bàn Thờ? Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên ở trong quá khứ rồi. Chúng ta có thể lấy cái quá khứ và chúng ta đào lại. Có nhiều người nói rằng là Huy Sang là nhị trùng, là một người nằm cài đó, vẫn còn liên lạc với là Hai Bàn Thờ, vẫn còn liên lạc với lại Le Le này kia nọ. Các bạn nghĩ điều này có hay không? Tôi nghĩ rằng là không. Tôi không tin là Huy Sang quay xe, tại vì nó có nhiều yếu tố lắm để chúng ta khẳng định rằng cái điều này là đúng. Là như thế này, hiện giờ Huy Sang và vợ là Hồng Ơ đang làm ăn rất khá, cũng nhờ bước vào cái drama này và nhiều người biết tới mình. Mặc dầu lúc trước đó thì Huy Sang cũng bán hộp xoàn, rồi vợ cũng làm tâm mỹ này kia nọ, đại khái là biết trước đó là có rồi, chứ không phải không. Nhưng nhờ vào cái drama này nhiều người biết hơn, danh có, tiền bạc có luôn, cái gì cũng vất lên hết. Thì quý vị nghĩ rằng Huy Sang có khờ đến cái mức độ mà quay xe trong cái thời điểm này không? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Hình như là Huy Sang cũng có lên tiếng về rồi đó. Có ai đó hâm dọa với lại Huy Sang rằng cho Huy Sang 7 ngày để lên tiếng, nếu không thì sẽ chạch trần ra những cái việc làm xấu xa gì của người ta này kia nọ đó các bạn. Thì Huy Sang cũng lên tiếng đó. Chẳng những mà đã lên tiếng rồi trong một cái bài viết ngắn thôi, và Huy Sang còn giống như là biết cái người nào rồi, không phải là lệnh thách thức với người đó. Và Huy Sang hình như là coi những cái đó rất thường lắm.
vì tiền bạc hay cái gì đó mà những người này mới có cái những lời nói kêu bằng là thúc mắt và xúc động hiệu ứng quần chúng. Một người quay xe đó thì họ có âm mưu trước các bạn, mà chúng ta hãy để ý ra từ hồi mà hồi năm trước là Khuyên Giang đến cái drama này, ngày đầu tiên là chúng ta nhớ rằng cái mùa cũng mùa trung thu này các bạn nhớ không, lúc mà có một anh YouTuber ở bên Mỹ này về đem tiền về cũng nhờ mạnh thường quân bên đây chứ không phải là tiền của anh ấy, thì ủng hộ bánh trung thu cho Hồng Loan á, rồi Hồng Loan cũng có phát cho những YouTuber này kia nọ. Thì tự nhiên có một số người bu đông trước cửa nhà của Hồng Loan, rồi giống như là xin tiền này kia nọ đó, thì Quy Sang mới kéo tất cả những người đó vào một cái hẻm, rồi dùng cái số tiền mặt của mình, nếu mà tôi nhớ không lầm là 5 triệu á, 5 triệu hay 7 triệu gì đó, đại khái cho những người mà khổ đó các bạn, người ta đến đó người ta xin tưởng là cho quà, nhưng thật ra cái đó là chỉ cho những YouTuber mà thôi. Rồi từ đó cho tới giờ, nơi đâu mà có Hồng Loan và có vợ chồng của Hồng Ơn, những thị phi, những điều mà thí dụ hồi đó cũng đi chơi chung với nhau đi, tôi nói hồi đó đi chung có My Sinh Thiện nè, có Le Le nè, có Hai Bàn Thờ nè, và có những người khác nữa. Nhưng mà khi người ta quay xe đó thì Quy Sang không có nói gì hết, không để lại một lời bình luận, cũng không muốn mít lòng với bất cứ người nào. Từ hồi mà Le Le quay xe thì cũng vậy, My Sinh Thiện quay xe thì Sang cũng không có lên không có lên tiếng. Dĩ nhiên nhiều người mà muốn Quy Sang phải vạch rõ cái ranh giới hẳn hồi. Tôi là bên Hồng Loan, mấy người quay xe là không đúng, mấy người quay xe là những người ác tâm, mấy người gì trục lợi, phải nói mạnh mẽ. Nhưng Quy Sang đã chọn một cái cách làm việc của mình là im lặng và không nói. Còn tại vì nói hay không nói thì nó, tôi thấy rằng nó cũng không có lợi ích giúp đỡ gì nhiều trong cái drama này, mà nó càng thêm rối bù hơn nữa. Các bạn nhiều khi trách Quy Sang, tôi hiểu các bạn cũng muốn cho nó rõ ràng rành mạch. Nhưng mà nhiều khi các bạn cũng phải thông cảm như thế này nè. Những người mà người ta buôn bán á, người ta không có muốn thị phi, không có muốn dính líu tới những người YouTuber mà cái kiểu mà ăn không ngồi rồi á các bạn, không có nghề nghiệp giống như Thám Tư Lùng nha, tối ngày đi soi mói người ta. Lỡ mà Huy Sang bạn ấy mà lên trên mạng xã hội này viết những lời này lời kia lời nọ là thế nào, cũng sẽ có chuyện xảy ra, cũng như bao nhiêu người khác. Như có một số YouTuber các bạn cũng thấy rõ ràng, thí dụ mà chúng ta giúp đỡ Hồng Loan á thì không nói gì, mà khi chúng ta viết bài á, chẳng hạn như là Lọc Vườn Cây nè, Trà Quá Nữ nè, khi mà các bạn ấy viết bài thì các bạn ấy bị tấn công từ bên phe đối lập rất là nhiều. Mà những người này, chỉ Trà Quá Nữ thì ở bên Mỹ thôi, còn mà Lọc Vườn Cây là ở Việt Nam, mà người ta còn môi móc nào là cha mẹ con cái, việc làm chỗ này chỗ kia nọ. Cho nên đối với Huy Sang chọn cách im lặng và không viết bài, mặc dầu ủng hộ bằng tinh thần, ủng hộ bằng những cái gì mà mình có thể làm được. Các bạn cũng biết rằng là có những cuộc đi chung với lại Hồng Loan đi chơi nè, để giải khuây nè, rồi những cái buổi mà ra mắt MV nè, rồi sắp tới đây là sẽ có một buổi ca nhạc rất là lớn nữa. Và cái số tiền mà kiếm được các bạn thì sẽ giúp đỡ những người mà ở trong vùng lũ. Từ trước đến giờ cái phong cách của Huy Sang thì các bạn cũng biết rồi, chứ không phải mới gần đây. Cho nên là một số các bạn trách Huy Sang thì tôi thấy cũng chúng ta cũng không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Có biết Quy Sang quay xe hay không mà các bạn đã nói rồi, đổ tội cho người ta nhiều quá, phải không? Tôi thấy như thế này, chúng ta cũng từ từ chúng ta coi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bản chất của Quy Sang
Bạn trẻ này thì biết điều, rất là biết điều. Nhìn cái phong thái mà hai vợ chồng đến với Hồng Loan, rồi những lúc mà Hồng Loan tới Trống Đồng hay là tới đâu để hát với bạn, hai vợ chồng lúc nào ủng hộ, đi sát cánh giống như là một người bảo vệ Hồng Loan luôn vậy đó. Có những lần mà khi sang còn thề thốt kêu bằng là lấy sinh mạng của mình ra thề, nói về cái DNA của Hồng Loan là thật đó các bạn. Đó, trong một lần say xỉn dám lấy tánh mạng mình cũng ra thề luôn. Như vậy thì biết rằng là khi sang rất rất là thương Hồng Loan, và có em cô ấy giống như là một đứa em gái mình vậy đó. Rồi có nhiều cái mà chúng ta phải suy nghĩ như thế này nè, chúng ta phải suy nghĩ tại sao người đó quay xe, phải có lý do à, phải có cái lý do gì người ta mới cái hành động như vậy. Còn như hiện nay là chúng ta thấy rằng khi mà vợ chồng khi sang đến với lại cái drama này là được được nhiều người biết hơn nè, làm ăn suôn sẻ hơn nè, mở lại là mở chi nhánh cái gì phun mi phun mày gì đó các bạn, đó các bạn thấy không, làm ăn một khi mà đang còn đang đi với lại bên Chính Nghĩa để giúp Hồng Loan và làm ăn phát đạt nhờ cái sự tận tâm của mình, giống như người ta nói giống như là một người mà trung thần vậy các bạn đó, thì được nhiều người thương mến, đi tới đâu á ai cũng biết khuy sang hết trơn á, phải không? Tại vì giúp đỡ Hồng Loan từ cái thuở ban đầu cho đến giờ vẫn không có một lời nào mà than oán hay là một lời nào mà kể lể công ơn của mình. Và cái lợi ích của Huy Sang trời phú cho, trời ban cho khi mà đến với drama này nhiều, rất nhiều. Cho nên tôi không thấy một cái bằng chứng nào hay một lý do nào để cho vợ chồng Huy Sang này quay xem. Trừ ra các bạn thấy rằng là Huy Sang im lặng không có lên tiếng trong bao nhiêu ngày hôm nay, bắt các bạn có tấn công Huy Giang thì tôi thấy bạn này cũng vẫn im lặng, không có nói gì hết. Chỉ có cái là các bạn nói rằng là khi mà Ni về không thấy Huy Sang ra đón, nên nhớ rằng mỗi người có một công chuyện riêng. Biết đâu bữa đó người ta có công chuyện, rất là có công chuyện không thể nào bỏ được cho nên người ta không đi. Mình đâu có ở trong nhà người ta đâu mà mình biết hết tất cả mọi chuyện các bạn ha. Các bạn nên biết rằng hôm đó Ni đang trên Hậu Giang về Sài Gòn thì Linh Tý và Bích Trâm gọi hãy chạy ra thẳng ra phi trường luôn đi, có chuyện gấp à. Trên đường về thì Linh Tý và Bích Trâm mới gọi, thì làm sao mà mới gọi cho Hồng Loan đó, thì làm sao mà Huy Sang biết được. Có nhiều khi ví dụ gọi trước 2-3 ngày đi thì có thể sắp xếp được công việc à, này kia nọ. Bữa đó tôi nói thí dụ đi, bữa đó có công việc đi vào bệnh viện hay là có cái gì nó rất là quan trọng đi mà gọi gấp như vậy người ta đi không được thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Tôi không có cho rằng là nó không phải là một cái yếu tố mà chúng ta lấy ra cho rồi một vài người tấn công Huy Sang bằng cái điều ngữ này. Các bạn nên nhớ rằng thám tử lùng á nó hay moi móc chuyện lắm, nó thấy một cái gì mà ở bên của bên Hồng Loan thì yêu thương Hồng Loan mà sơ hở gì à, là hắn sẽ soi mối liền. Chúng ta đừng có mắc mưu thám tử lùng chúng ta đừng có để thám tử lùng lấy cái đó mà để tấn công Huy Sang. Và các bạn cũng biết cái chiêu thám tử lùng hồi đó giờ mà chia rẽ mà đâm sùng bể, cái chiêu thức mà đâm sùng bể ném đá sau lưng rất là hay. Người ta ném đá dấu tay, hắn là thuộc loại ném đá ở sau lưng mà còn dấu tay nữa. Cho nên mấy ngày hôm nay hắn đang đào bới cái chuyện này nè, hắn lấy cái này ra bắt đầu để đây chia rẽ trong cái nội bộ nữa. Xin lỗi quý vị, để uống miếng nước. Cho nên xin lỗi quý vị, cho nên tôi không thấy một cái điểm nào mà để cho chàng trai trẻ này quay xe với Hồng Loan. Thank you.
Nói cho đơn giản, các bạn đang đi quẹo phải là một vinh quang kinh tế đầy đủ, dạt dào, có đầy đủ hết. Các bạn rẽ trái là các bạn đi vào vực thẳm, thì các bạn chọn cái nào mà người ta đang đi quẹo phải nữa rồi, thì đâu có bao giờ ai ngu dại mà quẹo trái để làm gì, để rước lấy hậu quả. Nếu mà quy sang đâu phải là con nít đâu mà biết, nếu mà quay xe một cái trong thời điểm này là thế nào, là bị tẩy chay nè, tiệm tùng nè, bán buôn bán là không được nè, rồi danh vọng tiền tài gì mất hết, mất giống như là hai bàn thờ vậy. Trước mặt đó biết bao nhiêu cái gương, cũng giống như là Hồng Phượng nè, hai bàn thờ nè, rồi La Le nè, đó bao nhiêu cái gương trước mắt rồi, không lẽ mình còn phải dẫm vào một cái lỗi lầm mà mình đã thấy trước mặt hay sao? Mình đã thấy cái hố đó rồi, không lẽ mình dẫm chân vào? Cho nên cái nhiều bạn đưa ra những cái điều mà nói quay xe quay xe không có thuyết phục được tôi vấn đề này. Nó phải có một cái bằng chứng nào cụ thể hơn, một cái clip, một cái điện thoại ghi âm chẳng hạn, có một cái ghi âm hay có một cái clip nào là thấy Huy Sang bắt tay với lại bên phía bên kia, bên thám tử cao hay là với lại anh hai bàn thờ này kia nọ, hoặc là ghi âm cái gì đó, có bằng mưu tính kế gì đó thì đúng, thì nó mới thuyết phục được người ta. Còn cái này cũng chỉ là những cái mà đoán mò và nghi kỵ rất là sợ trong cái team yêu thương này. Các bạn ơi, đã đến cái lúc này rồi, cuộc chiến pháp lý nó cũng sắp xong rồi. Các bạn viết cái gì hay các bạn nói, các bạn cũng phải để ý giùm chút xíu. Đừng có để cho thám tử lùng nó thừa cơ hội này, nó khai thác, nó tấn công cái team vì yêu thương mà đến thì tội cho người ta lắm. Các bạn ha. Đó là những cái gì mà trên đường về mình muốn nói cho các bạn nghe là như thế đó thôi. Đừng có để thám tử lùng khai thác cái chuyện này. Nó lừa, nó thuộc loại là cứ bằng là ném đá giấu tay, ném đá giấu sau lưng luôn nữa các bạn. Tát nước theo mưa, đâm sùng bể lắm. Và gây chia rẽ nội bộ là nó giỏi lắm. Cho nên các bạn hãy nhớ cẩn thận với cái tên thám tử lùng và những cái thông tin xuyên tạc các bạn nha. Vâng, cảm ơn các bạn đã cùng với mình chia sẻ. Trên đường về mình phải làm clip này gấp để đăng lên, để cho team yêu thương vừa đến vẫn mãi mãi trường tồn theo thời gian và mãi mãi ủng hộ cho Hồng Loan các bạn nha. Rồi, nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một cái video lần sau. Xin chào.